trò đời, không phải trò chơi. Chưa kịp bước vào cuộc giữa một cái đó tỉnh táo. Đây là trò đời, không phải trò chơi. Mày sẽ phải đánh cược và những lần mày đổ máu. Đây là trò đời, không phải trò chơi. Giờ có khi khí mày không cần phải hổ báo. Đây là trò đời, không phải trò chơi. Phải có ý chí thì mới vươn lên đỉnh cao. Mày có thể làm một công việc tốt nhưng mà mày vẫn theo anh lớn vào trong bar. Cầm dao kiếm đi đâm chém buôn bán ma túy, gặp con nợ thì đâm căng. Ép người ta vào những con đường cùng, không cho lối thoát với những kiểu luật rừng. Giang hồ hiểm ác mày còn có chỗ đứng, nhưng không phải vì thế mà mày trở nên hung hăng. Tuy mày có thể sống ngoài vòng pháp luật, nhưng mày không thể thoát được luật của bề trên. Mày đã gây ra bao nhiêu là điều ác, nhưng việc mày làm xấu ông trời cũng thể quên. Kiếm bao nhiêu với mày cũng không đủ, hàng ngày ta đến chết cũng không được bình yên. Trò đời như một ván bài sinh tử, một đòn chí mạng ra chỉ cổ để kẻ lên. Yeah. Bình thường một người bình thường nhưng có chi lớn giống như tao, và tao kiên cường sống đúng chân. Ngày gì mà đen thế không biết. Qua mới đổ 5.000 xăng xong nay đã hết rồi. Mày làm gì đấy? Cớm à? Em không phải cớm, em bình thường. Chỗ bọn bố mày làm ăn, hôn hồn, biến. Không ấy, mất xác. Các anh làm ăn gì em không quan tâm. Nhưng mà nếu như muốn nói chuyện ấy, thì bỏ ra rồi nói chuyện cho đoàn hoàng. Bố mày đều thích đầu hoàng nên làm sao? Này, chú Tuấn có mua đồ ăn cho Ozin vô tuyến này. Anh làm ơn chú Tuấn. Ngoan quá. Ông Tuyến. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà từ lần sau cậu không cần mua đồ ăn cho bố con nữa đâu. Ozin ơi, bây giờ chú Tuấn phải đi làm rồi. Ozin ở nhà chơi ngoan nhá. Alo chị ơi, chị xuống nhận hàng giúp em với ạ. Ôi, đợi chị chú, chị đang tắm. Ôi, chị nhanh giúp em với nha, em bận lắm ạ. Ôi trời, muốn nhanh á, lên tắm cho chị
À thôi, chị xuống từ từ cũng được. Hôm nay em rảnh mà chị. Vâng. Chị gái ơi. Chị gái ơi. Chị gái. Ơi. Hàng của chị đấy ạ. Ờ, hàng gì đấy em? Bao nhiêu tiền? Hàng của chị một quần lọt khe, một áo lót ren, một đồ chơi hàng nặng, tổng là 1.4 triệu ạ. Đúng thui. 1.4 triệu. Ôi trời ơi, em bị điên à? Chị lấy đâu ra tiền? Chứ em cũng lấy đâu ra tiền mà trả cho chị ấy. Hàng của chị đặt mà. Thôi chị lấy nhanh giúp em còn đi chuyến khác ạ. Ở đây chị có 1.2 triệu, cầm đỡ nhá. Hay là em tắm chưa lên chị tắm cho. À, đi. Em nhớ ra rồi. Hàng của chị đúng cho 1.2 triệu đấy chị ạ. Ở này này, ở lại chị tắm cho. Đi, ở lại chị tắm cho. Này, ở này. Này em ơi. Em ơi. Ơ, bố Tuyến đâu? Sao Ozin ở đây một mình? Bố nhẹ bụng nên nướng ạ. Vậy, Ozin ăn gì chưa? Con chưa ăn rồi làm ạ. Rồi lắm á. Thế thì Ozin ngồi đây chờ chú Tuấn chạy sang kia mua. Rồi hai chú cháu mình ăn nhá. Vâng ạ. Kìa, tôi xin các cậu. Tôi xin các cậu. Này, mụ già, biết hôm nay ngày mấy rồi không? Tiền đâu? Không đi giải nghệ. Tôi xin các cậu, cửa hàng bây giờ thì nó ế ẩm, làm ăn có kiếm được đồng nào thì cũng chỉ đủ ăn. Tôi xin các cậu. Không có tiền ấy thì nghỉ bán hàng đấy. Ê, lại là chúng mày à? Chưa nên ăn đò chưa no à? Hay là ăn tối luôn nhá. Đi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Không, bà không sao cả. Mà bà biết bọn chúng nó là ai không? Bọn chúng nó là quân của anh Long, bảo kê ở cái xóm này đấy con ạ. Thôi, con đi đi, con đi đi, không có thì phiền lắm mấy con ạ. Đi đi con. Đi đi. Alo anh ơi, xuống nhận hàng giúp em với ạ. Bao tiền em? Dạ, của anh hết 300 nghìn ạ. Thanh niên bây giờ vui tính nhỉ? Toàn xin quần áo phải ngâm rượu này. Ông bạn này thì từ trại nào ra đấy? Võ thuật kinh phết nhỉ? Như phim hành động ấy. Đánh mấy thằng em tôi được bao nhiêu tiền bảo hiểm? Các người là ai? Tôi không biết các người. Tôi chỉ là shipper thôi. Mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai mà lại cứ làm mấy cái chuyện không đâu ấy nhỉ? Này, dù mày có là một thằng rách rời rơi xuống thì tao cũng có thể ship ngược lại mày lên thiên đàng với chị Hằng đấy. Bớt lo chuyện bao đồng nè. Sao, yeah. Sao, 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 sao,
một mình. Anh bảo nhá, người xinh đẹp như em thì Hải đi chơi cùng ai? Ok. Thằng chó nó ném mửa mặt tao ấy. Thằng chó mày. Cách nói tiếng Việt của cậu. Nhân dịp đặc biệt này, tớ muốn tặng cho cậu một món quà. Đó là một cái bia đá. Còn nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Đọc tên mộ phần đi. Bỏ bố mày ra. Mày có tin bố mày chôn sống mày ở đây không? Cái thằng tí hon này, đáng tính thế. Đùa tí mà. Thế chôn sống đã có người đào hố chưa? Nếu chưa ấy thì để bố mới đào hố. Thôi nghe trò trẻ con đây lại. Cậu này tới ba mình chơi nhưng mà trêu chị ạ. Mày là thằng nào? Dạ em là đàn em của anh Long ạ. Thôi được rồi, toàn người nhà cả mà, chỉ là chưa quen nhau thôi. Việc cậu quậy phá ở đây, tôi có thể bỏ qua được. Dạ, em xin phép. Nhưng cậu trêu vợ tôi. À! Sập đồ, xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Thôi được rồi, về đi. Lúc nào tỉnh táo đến đây chơi. Dạ em xin phép anh em về ạ. Em hỏi chị. Mẹ em ai? Hả? Mẹ em ai? Này. À, anh họ. Anh nhớ uống thuốc ho vào nhá. Em xin phép em về. Lôi nó về đây. Các người là ai? Tôi có làm gì các người đâu. Nhưng bố muốn mày gây sự đấy. Chú em, có muốn giúp đỡ người không? Là sao? Thì là giúp đỡ những người dễ thương và hiền lành như bọn anh. Cụ thể là chú em chỉ việc đi theo bọn anh, ăn và chơi, không cần làm gì cả, mà lại đếch có tiền. Vẫn có tiền. Này, sao hôm nay anh đón em sớm thế? Trường lại cho tan học đâu? Hôm nay nhà có khách, đại ca bảo anh đón em sớm. Đi thôi. Anh Hưng. Ô, chú anh Long. Lâu quá em mới lại được gặp anh. À, cũng là tại chú bận. Còn lúc nào anh cũng mở rộng cửa đón chú. Anh cứ nói đùa. Người bận phải là anh của tôi. Thôi nào, bây giờ anh em mình vào nhà rồi hàn huyên.
Cứ ngồi đi. Dạo này anh thấy chú có vẻ béo khỏe ra. Dạ, em cũng bình thường anh ạ. Chú uống nước đi. Em mời anh. Anh Hương, đây là... À, đây là Kiều. Chú biết đấy. Anh sống một mình cũng lâu rồi. Đến bây giờ cũng cần có một người bầu bạn lúc tuổi già. Dạ. Anh ạ, chuyện bọn nhỏ hôm trước, em thành thật xin lỗi anh. Về nhà, em đã dạy lại bọn nó rồi. Thôi, chuyện bé mà, bỏ qua đi. Toàn người nhà mình cả. Nhắc lại làm gì? Bố. Khánh Linh. Con là chú, con là gì ạ? Trời, lâu rồi không gặp. Con lớn quá rồi. Vào đây với chú con. Dạ thôi, con xin phép, con lên phòng trước ạ. Ừ. Xinh quá, nhìn cứ như thiên thần anh ạ. Cũng 12 năm rồi. Từ ngày chú đi vắng nên nhiều thứ thay đổi. Mà đợt này chú về, chú có quay lại làm việc cũ không? Em đi cũng khá lâu. Ở ngoài thay đổi nhiều quá. Công việc cũ thì vẫn ổn định. Nhưng chuyến này về, em định làm lớn. Em muốn nhờ anh giúp đỡ em đấy. Anh em mình chú không phải khách sáo. Có gì cứ bảo anh. Thế này anh ạ, em muốn anh giúp em giao hàng tất cả các quán bar ở thành phố này. Tất cả đi ra ngoài. Chú thừa biết tôi ghét nhất cái gì. Em biết, nhưng việc này anh phải giúp em. Nếu không có thứ đó thì em không có tiếng nói trong thành phố này anh ạ. Chú im đi. Được. Nếu chú được quyết như vậy, từ nay tôi với chú không quan hệ gì hết. Và tôi cấm tuyệt đối chú và tất cả lũ đàn em bén mảng đến tất cả các quán bar trong hệ thống của tôi. Anh Hưng, sao anh nổi nóng thế? Việc đó em cũng chưa làm vội đâu. Cũng chỉ là muốn giúp anh có thêm cửa làm ăn thôi. Còn nếu anh không muốn thì em cũng không thiếu chỗ giao hàng. Mời chú về cho. Hy vọng anh đổi ý. Khi nào anh nghĩ lại, anh alo cho thằng em này nhé. Cút! Về con nhé. Dạ con chào chú ạ. Đại ca, lão già không đồng ý thì anh em phải làm thế nào? 70% quán bar trên thành phố là ông ấy nắm hết. Mà anh em mình cứ bán mãi cho mấy thằng trẻ trâu thì em nghĩ là lâu dài không ổn. Đại ca của nó không tích tiền, chưa chắc mấy thằng đàn em của nó đã thế. Em hiểu rồi. Đây là trò đời, nhìn người ta bon chen hại nhau vì đồng tiền. Đừng vội vàng lao đi bao niềm đau nước mắt rơi, chỉ để ngày sau ta không phải cảm thấy muộn phiền.
trong đêm ta không thể quên vì đây là trò, đây là trò đời. Đời không phải trò chơi, trước khi bước vào cuộc giữ một cái đầu tỉnh táo. Đây là trò đời không phải trò chơi, mày sẽ phải đánh cược và những lần mày đổ máu. Đây là trò đời không phải trò chơi, sống có nghĩa khí mày không cần phải hổ báo. Đây là trò đời không phải trò chơi, phải có ý chí thì mới bước lên đỉnh cao. Do từng là một thằng zipper, người đói khốn khó cũng không thể nào cản chân. Mang theo hoài bão từ nhỏ, không để trò đời biến mình trở thành nạn nhân. Sống làm sao thì phải sống cho chất, mình chưa cho đi mà đã sợ lo mất. Trong xã hội này nhiều cám dỗ đang bủa vây thì không. Sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có đầy yêu thương là ngọc cành vàng. Thân tôi mang kiếm phu không được lại gần đến anh, nhưng đôi đua bốc nhau vẫn mơ được trời bấm bao. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đòi con trai, đang tay mối tình hầu đôi để đi lại ta tin. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng đến chúng ta cảm bên nhau lâu rồi yêu có thứ thằng ca. Thằng này là đàn em của anh Linh mà dám bán hàng tại ba của anh ấy, thằng chó này. Tắt nhà em mày, tao bảo tắt nhà. Có chuyện gì đây anh? Lại là bạn à? Nhận được cái bia tôi ship rồi chưa? Tôi bảo bạn nhé, đây là đàn em của anh Hưng, là bên phía của bạn đấy. Sao? Thế mà hôm nay nó dám bán hàng ở quán bar của anh Hưng. Nó bán thuốc đấy bạn ạ. Ô, tôi không hiểu anh Hưng làm đàn anh đàn chị kiểu gì mà để đàn em nó qua mặt như thế này là không được. Thế không biết là sau này cái mặt mũi của anh Hưng còn anh em nào nó để nữa không? Hả? Chết. Này mấy đằng kia, mày có còn để anh Hưng được không? Hả? Cái thằng kia nữa, sau này tao hỏi mày có để anh Hưng được không? Mà tao hỏi cả bạn nữa, sau này bạn có để anh Hưng được không? Mày câm cái mồm chó của mày lại. Ai sai mày làm việc đấy? Dạ. Nói. Anh ơi, thực sự là nhà em mấy ngày hôm nay vợ em ốm, nhà em không còn cái gì cả, em cắm hết cả rồi. Bây giờ em không xoay tiền ở đâu được nữa nên em mới làm liều ạ. Khùn lắm! Mày có biết anh Hưng ghét nhất cái điều này không? Em mà tại sao trước khi làm mày không bảo tao? Anh ơi em xin lỗi anh ơi. Anh ơi em xin anh tha cho em lần này thôi. Em thề không dám tái phạm đâu ạ. Các bạn làm tôi cảm động không chảy nước mắt này. Bố mày xin ra chúng mày đừng diễn nữa. Cắt cảnh ở đây được rồi. Cái bài này tôi diễn từ hồi cấp 2 còn được giải khuyến khích cơ. Tôi thất vọng với đàn em anh Hưng quá. Bọn tôi xin phép về bữa khác qua. Anh em té. Alo, không mua xin số đẹp gì đâu ấy. À đại ca, dạ. À em đang ở bên quán của anh Hưng mà có mấy thằng đàn em nó lại bán hàng ở ngay trong quán của anh Hưng. Vâng ạ. Ui giời, đánh nhau chảy máu đầu ngay em đã hết cả đầu. Dạ vâng. Vâng, đây em về luôn nè. Dạ vâng, em muốn hạ sốt thôi về ạ. Dạ. Về thôi bạn. Nói đi. Em bắt được nó rồi anh ạ. Tốt. Đợi ta về. Có chuyện gì thế anh? Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.
không thả tôi ra. Anh, sao anh lại bắt cô ấy? Cô ấy có hại gì với chúng ta đâu. Thằng ngu! Chuyện làm ăn của tao không đến lượt mày phải giải. Em gái, đừng có hết làm cái gì cả. Gia đạo, bố em xót. Mà em cũng không cần phải khóc. Bởi vì anh không muốn mắt em nhòa đi mascara. Hiểu không? Ngoan ngoãn ở đây. Xong việc, anh sẽ ship em về. Ok. Anh đưa em đi về, về quê hương yêu dấu. Anh đưa em đi về. Anh ạ, hôm nay em đón Linh đi học thêm về. Trên ba có việc, em đi giải quyết. Khi về em không thấy Linh nữa. Sao? Đã tìm nó chưa? Em có đến nhà cùng với người bạn của Linh thì hỏi, nhưng mà đều không có ở đó. Em cũng có qua mấy nơi mà Linh hay qua, nhưng mà cũng không có. Alo. Chó, nó đang ở chỗ tao đây này. Có rảnh ấy thì đến đón nó về đây. Mạnh. Anh, em biết Linh ở đâu để em đi đón. Xưa mày không được học đạo đức à? Hả? À? Đất có thổ công, tự ý xông vào nhà người khác là thật lệ. Thằng chó, mày không biết mày đang làm gì đâu. Làm bố mày tao còn không thèm làm, thế thì mày nghĩ tao làm cái gì? Thằng em tao bán đồ, chắc chắn là cho chúng mày ép. Mày làm giang hồ thế á? Mày lại còn cả gan bắt cóc con gái ông Trùm. Tao nghĩ chúng mày không sống nổi sáng mai đâu. Ô, sợ ông hả? Nó dọa tao kìa. Thế thì tớ sẽ cố gắng sống đến ngày mai nhá.
Đúng tiếc là mày không được chứng kiến tao chết. Đây là cho đời, nhìn người ta bon chen hại nhau vì đồng tiền. Đừng vội vàng lao đi bao niềm đau nước mắt rơi, chỉ để ngày sau ta đến lượt mày. Trong đêm ta không thể quên đi, đây là cho đời. Đây là cho đời, đừng vội vàng đi bao niềm đau. Đây là cho đời, chỉ để ngày sau ta không thể quên. Đây là cho đời, trong đêm ta không thể quên. Đây là cho đời, ta bon chen hại nhau. Đây là cho đời, đừng vội vàng lao đi bao niềm đau. Đây là cho đời, chỉ để ngày sau ta không cảm thấy. Đây là cho đời, trong đêm.